Hình ảnh đầu tiên thì tôi muốn anh em nhìn thấy ở trong khoang này đó là cái móng của cái móng băng này. Thì anh em có thể thấy là ở đây chúng ta có cái bê lót, thì thông thường thì ở dự án sẽ chắc chắn là bằng bê tông, có cái đá nó nhỏ hơn một chút để có thể bơm được. Tuy nhiên ở nhà dân thì cái bê tông lót nó có thể làm bằng những cách khác nhau, ví dụ giải gạch sau đó là giải vữa lên này, hoặc là có thể là bê tông nhưng mà nó là bê tông đá mặt, hoặc là đá mặt sau đó là giải bạt lên, vân vân. Miễn là nó đảm bảo hai yếu tố, nhất là bề mặt nó sạch và thứ hai là nó không bị mất nước trong quá trình chúng ta đổ bê tông. Có một lưu ý nữa đó là cái bê lót ấy, nếu như chúng ta nâng lên được một cốt như này này, ít nhất là 5 phân hoặc là 10 phân ấy, thì nó sẽ ổn áp hơn so với là chỉ cần giải cái đá mặt ra xong rồi giải bạt. Thì anh em dùng là nếu như gặp mưa gặp nước ấy, thì nó sẽ có nước ở cái vùng trũng như này thì móng chúng ta vẫn sạch. Ở đây là cái hình ảnh thi công móng băng mà giải đá mặt này. Tuy nhiên thì theo tôi thì cách này là không ổn, bởi vì là không có lớp bạt. Giải đá bạt này tất nhiên là nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện là sạch rồi. Tuy nhiên thì nó không thỏa mãn điều kiện thứ hai là có thể mất nước xi măng, cũng như là khi mà chúng ta đầm vào ấy, thì có thể vẫn sụp cái đất bẩn lên, nó làm hỏng bê tông. Do đó cái này thì theo tôi là anh em không nên làm cái này nhé. Qua đây thì tôi muốn truyền tải một cái ý, đó là nếu như anh em thi công nhà dân nhà phố thì có thể tận dụng những cái vật liệu sẵn có ở địa phương, làm sao nó vẫn đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, miễn là nó thi công nhanh nhất thì không phải gò bó đúng như dự án, đúng spec, đúng tiêu chuẩn của các dự án lớn. Đó thì đó là điểm khác biệt mấu chốt giữa thi công nhà dân nhà phố và những cái dự án lớn. Đó thì đây là hình ảnh thi công móng cốc, móng đơn không cọc. Người ta làm bê tông lót bằng cách là xây gạch xong rải vữa này. Trong video này thì tôi sẽ không nói rõ chi tiết từng bước thi công cái móng cốc như này, vì có thể anh em đã nắm được rồi. Hầu hết tôi nghĩ là hầu hết anh em đã nắm được rồi. Thì anh em có thể tham khảo cái quy trình sơ bộ thi công một cái móng cốc bất kỳ qua một đoạn video ngắn ngay sau đây. Khi mà anh em xem video, nếu như anh em nào tinh ý thì sẽ phát hiện ra nó sẽ khác với cả cái mặt cắt này. Mặt cắt này chúng ta là một cái móng cốc đây. Thì tuy nhiên anh em thấy nhá, cái răng móng G11 này này đặt ở bên trên nó không sát với cả cái đài móng cốc. Thì có hai cách làm hiện nay. Thì cách nhất là như thế này, đặt cái răng ở cái cốt 00, nó vừa là cái răng móng và vừa là cái răng chống thấm ở cái cốt 00 luôn. Thì cái này có thể tiết kiệm đôi chút cái bê tông của cái răng chống thấm. Thì anh em có thể gặp cái loại này, cũng có thể gặp cái loại như hình ảnh thi công vừa xong. Nếu như hình vừa xong thì nó là chỗ này này, nó dưới này nhá. Đó thì theo quan điểm của tôi ấy, cái móng cốc này thì cũng chỉ nên áp dụng cho một số cái công trình địa chất nó rất là tốt thôi, và cũng nên là chỉ áp dụng cho những cái công trình có 1 đến 2 tầng thôi. Thì nếu lớn tầng hơn 3 4 tầng thì theo tôi là có thể là nó không đảm bảo đâu. Lưu ý nữa là cái chiều sâu chuyên móng ấy, trường hợp ví dụ cái móng của chúng ta mà từ cái đáy móng này lên đến cốt 0
nó khoảng 20 rưỡi 30 mét thì sao, có dùng móng cốc được không? Thì cái này cũng tùy anh em tính toán cũng như tùy anh em thiết kế tính toán. Nếu như anh em vừa thiết kế thi công thì anh em cũng phải tính toán. Theo tôi thì có thể đâu đó vẫn dùng được, tuy nhiên thì anh em phải làm hai cái răng, một là cái răng tại cốt mặt móng này và một cái răng to đùng nữa ở cái cốt khung không. Thì cái này nó y chang giống như một hệ dầm, chúng ta để khóa các cột lại thôi. Nếu như cốt không đổ sàn thì càng tốt, nhưng không đổ sàn thì ít nhất cũng phải có cái răng to ở trên cái cốt không như này, nếu như cái trường hợp móng nó sâu như vậy. Và có một lưu ý nữa trong móng cốc này là anh em có thể tham khảo cái hình ảnh này, thì trong video này thì người ta đã làm như thế này. Thì theo quan điểm tôi thì cái cốt răng này này nó sát cả cốt cốc quá, thì do đó là trong trường hợp này này người ta lắp ván khuôn như thế này. Thì theo quan điểm của tôi ấy, thì cái phần cốc chúng ta ở đây nó đổ lên thì chắc cũng chỉ dày 15 hoặc là cùng 15-20 là cùng thôi. Thì bình thường thì nó phải vát lên, nó chéo lên để cho cái phần này chúng ta nó chịu nén, thì bê tông chịu nén thì nó sẽ ổn áp hơn, đúng không? Khi mà nó chịu lực thì nó bị nén theo hai phương, cả cái răng dọc và răng ngang này, thì có thể là cái góc này này nó bị bềnh lên trên, anh em hình dung là nó bị uốn này, uốn cung lên này, đúng không? Thì cái này nó bềnh trên thì cái vị trí góc này là nó bị nén, thì nếu như có nhiều bê tông thì nó sẽ ổn áp hơn so với cả cái mặt bằng nó như này. Như này thì không đổ vát được rồi, vì cốt pha chúng ta để như này rồi đó, thì anh em có thể xử lý bằng cách là nâng cao cái cốt răng này lên một xíu nữa để cho nó đủ vát.